chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì đây hàng về đây các bạn ơi. Hàng đang đục xuống rồi. Hàng về các bạn ơi. Cuộn dây điện về ha. Thì bạn nào qua đặt mình á thì nay mình tranh thủ đây tới chiều mình giao kịp, không giao kịp thì giao không mấy là ngày mai mình mới giao được nha. Ha. Lấy thêm một máy nổ nữa các bạn. Cụ như đẹp 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 không bạn? CB. Đây có hàng về lưu dây điện này mình về mình lựa không các bạn, nên hàng đẹp không ạ. Thêm một con máy xe nữa các bạn. Không có bu ly bà. Ủa vậy két nước rồi hả anh Tài? Rồi, mới mua két nước rồi. Không, quá luôn. Rồi xin chú đi. Quá luôn. Thêm hai con đục xích nữa nè các bạn. Rồi, cái này đâu hả? Xích rất là đẹp, mai guitar ha, hai con. Thấy hồi với một cái con. Để là mấy tay đúng không? Rồi, để coi xe lại giùm cái vậy. Chị xin hai đục này xuống. Con máy kia là con gì ta? Con bào cuốn cuốn thẩm các bạn, mini nè. Con đó để dọn lên rồi làm video cho bạn sau ha. Để đi về về đã rồi chạy tới là được rồi. Để hai cái rồi. Thùng dây điện này còn trong bọc luôn nữa các bạn, ta thấy không? Nè, CB đây. CB chống giật 30A. Ha. Cái loại này thì nó có 3 ấy ha. Em quay rõ cho các bạn xem ha. Đây. Thương hiệu là 222 Hataya nha. Con này thì đây là để là 5 là 15 à. 100V nè. 5A gì đó, 29m các bạn. Máy nghiền xà bằng ha. Đó. Thì mấy con này thì mình lựa hàng này hàng lựa không bạn, nên rất là mới ha. Thì đây thì mấy cái này nó giống nhau hết nè bạn ha. Thì đây mình xây nó rút vô nè đó, xây rút vô buông gài nó u vu lên ha đó. 15A ha đó. Thì mấy con này mình lựa đẹp không các bạn, này về 20 cuộn á. Đây CB ha, lắp chụp đầy đủ hết ha. Đây về mình test ok hết, vệ sinh ok là mình giao ha. Thì anh em nào qua đặt á thì anh em mình giao ha. Thì đây ha. Dòng này rất là đẹp nha bạn. Xài bả này rất là an toàn ha. Đó, có CB đây, CB chống quá tải quá dòng giật gì đó ha. Rất là nhiều. Số lượng là 20 cuộn á. Thì anh em nào thích con nào thì liên hệ mình nha anh em. Giá là mình bán lẻ 1,5 triệu một cuộn nha anh em. Dòng này rất là mới ha. À, rất là ok luôn. À.
trước cái này ra, rất là đẹp ha. Mấy cái giờ băng hết nha anh em, hàng hàng Nhật nha. Hả? Thì anh em nào xài mà xưởng thì mua mấy con này về ha, rất là đẹp. Đây đục xích thì về 2 cây 3 4 cây, 3 cây nữa ha. Mấy con này của Makita rất là đẹp nè ha. Ha. Makita. Này ha. Con kia chưa vệ sinh, vệ sinh nhẹ là đẹp lắm. Makita ha. Đó. Anh em nào thích con nào thì cứ liên hệ mình ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em xem nhớ like và đăng ký kênh ha, để cập nhật những cái video mới nhất từ bên mình ha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em.